Sáng ngày 27 tháng 1, câu lạc bộ Than Quảng Ninh đã có buổi tập luyện tại sân vận động Cẩm Phả. Đáng chú ý, buổi tập có sự góp mặt của tân binh Diogo Pereira, tiền đạo vừa đáp chuyến bay tới Quảng Ninh để hội quân cùng các đồng đội mới. Anh sẽ thay thế vị trí của Patrick, người đã có những trận đấu không thành công cùng đội bóng đất mỏ trong thời gian vừa qua. Cầu thủ này đã từng có kinh nghiệm thi đấu tại V-League khi từng khoác áo Bình Dương, Đà Nẵng và Nam Định. Trong giai đoạn 2018-2019, Diogo Pereira là chân sút chủ lực của đội bóng Thành Nam với 19 bàn thắng có được sau 33 trận đấu tại V-League. Ngoại binh người Brazil được kỳ vọng sẽ gánh vác hàng công của Than Quảng Ninh trong mùa giải 2021 với nhiều khó khăn, đặc biệt về mặt nhân sự. Với sự xuất hiện của Diogo, đoàn quân huấn luyện viên Hoàng Thọ sẽ có thêm một tiền đạo chất lượng. Bên cạnh người cũ Edison Suarez, cầu thủ đã có cú đúp ở vòng đấu đầu tiên tại V-League 2021. Ngoại binh còn lại sẽ là trung vệ Gustavo với chiều cao lên tới 1m95. Tôi đã chơi bóng ở Việt Nam được 4 năm rồi. Câu lạc bộ đầu tiên là BKB Bình Dương, sau đó là Đà Nẵng và Nam Định. Tôi đã từng đối đầu với Than Quảng Ninh trước đây và tôi thấy lối chơi của họ rất là tiến bộ và rất là có đường nét rất là tốt. Tôi khá là thích huấn luyện viên mới ở đây. Nên cho nên tôi quyết định đến đây để có thể giúp đỡ câu lạc bộ, đồng thời cũng thể giúp bản thân tiến bộ hơn với những đường bóng chạm bóng dứt điểm, đồng thời là chuyền bóng nữa. Khi mà huấn luyện viên Hoàng Thọ liên lạc với tôi để đề xuất tôi một vị trí trong đội hình của Than Quảng Ninh, tôi cảm thấy rất là vui khi mà ở đây tôi có những người bạn cùng đồng hương, đồng thời có thể giúp đỡ tôi tiến bộ nhiều hơn trong trên sân bóng, đồng thời cũng để giúp đỡ câu lạc bộ có thành tích tốt hơn trong mùa giải năm nay. Mục tiêu của tôi khi đến đây chắc chắn đó sẽ là giúp đỡ câu lạc bộ nhiều hơn trong khi đấu và để đạt tối thiểu là 14 bàn trong một mùa để có thể giúp đỡ câu lạc bộ đạt thành tích tốt nhất trên sân cỏ.